Hồi nãy chị Huy gặp Huy nói dính cái da dính gì vậy mọi người? Cái da dính gì vậy? Xong Huy nói trên đây là thần tượng của chị á. Xong chị nhìn, xong chị nhìn một hồi một phút chị nói trò ở quyển nhà soi à. Xong rồi chị Huy hỏi ủa cái người sát bên là ai vậy? Thì cái con bé nó ở cái thời hiện đại, còn quyển nhà soi là ở quá khứ. Xin mời chị Phương Hà xuất hiện. Ủa sao bữa chị nói chị muốn làm YouTube ở bên cuộc sống Nhật Bản mà không có dẹp nè, nước hồi nãy mua cho chị Trinh nhẫn để ăn, mua nước là cho con gì Trinh, mà con gì Trinh đi học về trễ này còn nè, chị uống nước ơi. Chị gái không xuất hiện giấu mặt cũng được. cho chị một suất giấu mặt nè. Tèo. Chị Huy giấu mặt nha mọi người. Vậy là Huy sẽ về quay với bố mẹ và cháu nha. Chị Huy chưa có sẵn sàng xuất hiện. Nè uống nước đi chị. Láo nha. Láo gì? Cắt đi ơi. Đây nước. Uống nước xong hai chị em mình sẽ đi ăn nha. Vali của chị mua nhiêu vậy? Hồi bữa em xe em bán cho Hồ Bích Trâm mấy cái vali này nè, xăng xeo á. Chị mua nhiêu vậy? Em đâu có quay mặt đâu, nhiêu vậy? Chị. Ba lô được hả? Ba lô. Tèo gì mà tèo. Tèo. Hào nè chị. Ừ. Nãy mua cho chị Trinh đó. Đây là chị gái của mình đó mọi người. Chị gái ngại xuất hiện vì mới tới mà mệt, chưa đủ sự tươi tắn vì sức khỏe nên chị gái chưa. Chị gái ăn húp rột rột luôn. Ủa cái muỗng rớt xuống dưới mà còn húp rột rột này. Ủa sao vậy, mặc đồ này đi luôn hả? Xe bông gì vậy? Xe bông nam hả? Xe bông tắm. Vậy chị uống cái này nữa, em để với tủ lạnh. Đôi guốc này chị mua nhiêu vậy? 120. Vậy? 10 đô. 10 đô nhưng mà thay nguyên mỗi tháng là xài nó hư là dột chứ không có thích. Mang ra sao nữa? Vậy luôn. Rồi phải ông hai á. Chứ mà hỏi chỗ khác là đeo 100 tại vì sao nó dễ đi. À. Nhưng mà chị mua 10 đô luôn hả? Thiệt hả? Chỗ đâu chữa? Nhìn nhà đấy. Dạ. Tìm mấy đôi cũ dùng dục hết. 120 ngàn một đôi guốc hả? Rẻ quá vậy. Trời ơi, bỏ vậy. Mày thấy không? Mày đừng có chịu cho nó bầu của tao. Đồ mình xài á. Hôm bữa chị ra đi con mắt cái con dưới Tuy Hòa, con mắt Tuy Hòa biết là nhiều teo. Chạy lại nói chị chơi. Bác em đưa cái này chị. Teo. Rồi tiêu thấy luôn á. Rồi tao mang cái túi, mua ở Tokyo Line cái con nó chạy lại nữa chứ. Em mua cái túi này đâu hả? Chị chơi. Chủ mua được không em? Cảm ơn á, chị chưa bao giờ chị thấy cái túi này hết á. Rồi đi uống nước cà phê với tụi nó. Cái kính này hả? Mỗi con á, con bên túi vậy tiêu ở Tuy Hòa nó 143 mà đẹp là đeo vô đẹp chứ rớt hoài à. Bây giờ Huy với chị Huy đi ăn. Nè mắc cỡ gì nữa nè, đây đi chợ Bến Thành ăn bún.
hơi sao cái son này thích, cha chị hơi, chị hơi trưng dễ thương quá mọi người, cái màu này hơi thích lắm. Mắc cỡ quá luôn á mọi người. Nè tâm đấy, giờ đi ăn với chị bún riêu ở trước hả, hay là bún bún bò Huế nguyên dáng đẹp quá nè. Đôi dép 120 ngàn, cái đầm nhiêu vậy, cái đầm nhiêu chị Huy nói là đi chị mang ba lô thôi chứ không mang túi sách, là người ta giật Huy cũng mang ba lô á mọi người. Đá người tướng ngoài cũng mang ba lô không, đôi dép 120 ngàn mua 10 đôi. Đó chị Lệ Quyên đây. Ăn nhiêu đây là 130 ngàn nha cả nhà, 130 ngàn là hai tô bánh canh với chả giò với là 2 ly nước mía. Giờ hai chị em đi bộ ra phố đi bộ, chị Lệ Quyên ăn bên kia vẫn chưa xong. Quay chị Lệ Quyên đi, chị Lệ Quyên bên đường chị không dám quay. Phòng trà của chị Lệ Quyên là không tên đó, cho nên chị hồi nãy chị ngồi ăn gần đây, cái quán ăn Thanh Bình. Chị ngồi ăn với chị Quách An An. Chị Quách An An hồi xưa cũng là diễn viên ca sĩ mọi người. Và lâu nay chị không có tham gia nghệ thuật nữa. Chị Hà có kêu em là tèo hoài à. Em tên là Huy Mai Bangkok. Huy Mai Bangkok nha chị. Đi ra. Khách sạn này vậy? À, Liberty hả? Có quán cà phê đẹp lắm, ở ngay đường Đồng Khởi á. Đi ngang qua kem Bạch Đằng này mọi người. Chị Huy hỏi phố đi bộ đi hướng nào, Huy nói đi đằng trước quẹo phải. Rồi chị Huy nói chứ, người mà ở Thái Lan về thì chỉ người ở Việt Nam. Chua cái đường này nó rộng quá chị, chặt cây hết rồi hả? Hồi xưa cây không hả? Huy dẫn chị Hà, chị của Huy lại chỗ bánh tráng của chị Phượng Bình Định nè. Chị gái của em đó chị. Hôm nay nãy giờ đi đâu vậy bà? Kiếm quét rồi luôn á trời ơi. Kiếm anh chứ đâu. Kiếm anh nào? Kiếm em á. Thấy anh với chị. Trời quá rồi. Má này trời ơi. Trời ơi. Trời má. Rồi ok. Cảm ơn em nha. Chị Phượng bán bánh tráng ngon quá chị ơi. Cực clip này là 10.000 view nha chị Phượng. Clip này là 10.000 view á. Chị Phượng, mà chị Phượng kêu em ăn nghe. Chị Phượng đang làm món cóc kìa mọi người, 6 triệu. Tiêu. Huy nói cho chị ơi, chị đừng có chi khán giả người ta coi, người ta khó chịu lắm. Chị gái mà không có chịu giúp gì hết là quay mà không chịu giúp hết chị. Cứ chi cái mặt hoài à. Đi ăn ơi. Ngon. Chị ơi. Chị ơi. Tặng chị ơi. Ngon ghê mọi người. Ra ủng hộ chị Phượng nha. 6 triệu hả chị Phượng? 6 triệu hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi và thế là hôm nay là Huy với chị Huy đi chơi phố đi bộ và gặp lại chị Huy cũng như là một số bạn trẻ trong phim Tìm Bánh Hoàng Tử Bé là Văn Anh Duy và người mẫu Tây Andrei. Huy rất là vui và hy vọng clip này sẽ mang lại nhiều mang lại chị clip này chắc mọi người coi rất là tức vì chị Huy cứ chi chi mặt này thôi, nhưng mà mọi người thông cảm nhé, tại chị Huy cũng mắc cỡ hơn Huy nữa. Bye bye mọi người. Khách sạn này mọi thứ làm bằng gỗ này mọi người, ở trên lầu cũng có sauna này nữa. Sona nè, sang ký là sao chị? Sang ký restaurant, tên riêng. À cái tên nó ở chứ không phải sang ký. Sang ký là tên. Chị, đắp mặt nè nè. Nè. Tiều ơi! Tiều, cứ tiều hoài người ta huy mà. Chị Hà đã quay trở lại. Phòng này là 270 ngàn chị. Khách sạn phòng này là 270 ngàn. Một triệu tư mới giảm có 270. Chết eo chưa được ăn. Ngoài đây người ta có cái cửa sổ nhà nhỏ. Ở đây là ngay chợ Bến Thành đối diện ngay chỗ quán ốc, rồi bữa thì bị giật điện thoại nên tới ăn thấy ăn mừng một lần lúc mới về á. Mấy cái này ra mình nhớ hết đó. Chị của em tới ăn đó, chị hỏi em quá trời cái bà chị quán ốc không, đi lên mở cửa đi chứ. Vậy thôi phải không chị em? Mình để luôn cho người ta kiểm lại. Cái này nào ở khách sạn này, khách sạn Cochin này. Hồi bữa đó là mình thuê bao nhiêu ta? Ủa không phải 1.3 triệu là còn có tiền nó ở 1.3 triệu. Lúc mới về còn có tiền nó ở 1.3 triệu. Giờ ở 270. Hồi bữa mới về cũng ở khách sạn này. Khách sạn Tết Duyên. Sài Gòn chưa hủ tiếu Thái Lan kìa mọi người, quá Bukakarin Restaurant Thailand của người Muslim đó mọi người, đó, mấy người ta là người đạo hồi đó. Bún mập này chị ăn không? Ăn bún mập không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thú mập này mọi người đã không biết chị Hà có thích ăn không hay là qua uống cà phê trước chị. Chị có đói không? Ừ. Hả? Uống về trước chưa đói. Ờ, vậy qua đi uống cà phê đi. Ồ, mưa lớn vậy. Mưa lớn rồi, vô né, né mưa luôn. Mưa lớn. Vô, đã tới quán cà phê rồi. Yeah. Chị Hà. Chị Hà. 1 giờ sáng Huy và chị Hà đi ăn bún bò Huế. Huy thấy ở đây xếp hàng đông quá trời đông luôn. Huy nói chị Hà thì bún bò Huế cho nên là đi ăn ở đây này nó xếp hàng này mọi người. Một bán tới mấy giờ vậy em? 24 hả? Chứ không phải 24 hả em? 24/24 luôn rồi. Bán 24/24 luôn chị. Cái gì? Bán 24/24 giờ không đóng cửa luôn. Em đang quay em mà. Ừ. Địa chỉ hả? Nằm ngay góc Baxter với lại Huỳnh Thúc Kháng á. Đó, ở đường này đường Baxter đó. Em đang quay em. Sao láo? Quay đeo phải xích đây chứ sao quay. Sau khi ăn bún bò Huế xong, hai chị em ra phố đi bộ để chụp hình. Chị Hà chạm phấn để cho mặt bớt nhờn. Các bạn theo chân Vima để ăn chè bưởi nha. Bình dân á hả? Sotesu Grand. Chị Hà nói khách sạn này ở bên dân bên Nhật mà có. Đó, hai chị em đi chơi đêm rồi mọi người. Ở bên đây có sushi theo. Là đâu phải sushi ba hồi xưa đó hả? Màu màu chua được à hả?
Nghe thấy gì á? Tiếng thì mình phải vậy chứ sao, tùy cái bình thường. Ý là đang giới thiệu với mọi người nè, anh trong camera có thấy cái mặt em không ta? Thấy không? Thấy không? Có màu không không rõ lắm, nhưng qua xíu là vậy hả? Là em là vậy hả? Đấy là đó, sao? À, vậy thì thấy rõ mặt, còn đánh ngửa qua sau là không thấy. À vậy hả? Người nổi tiếng mọi người ơi, bên Thái Lan đó. Cái anh đó tên gì á? Hát lỡ qua xin được hình mà không biết tên người ta sao xin à, tùy lắm. Chị yeah, kêu không biết tên thì nói nhiêu. Là tỷ đúng rồi. Người nổi tiếng bên Thái Lan đó chứ không phải Việt Nam. Không được mày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Việt Nam để làm concert 150 tháng nay hội đang sợt. Huy mới thấy là do ở bên Việt Nam có một cái concert đang diễn ra cho nên là có cái anh này qua á mọi người. Bữa ăn đã hết rồi chị Hà ơi. Chị Hà né cái đầu ra, né cái đầu ra. Cái anh Ebo đó anh đi rồi. Nói chung là Huy không đủ can đảm để xin chụp hình chung với lại diễn viên người mẫu Natawin nha mọi người. Anh đó tên là Ebo, là nickname ở bên Thái, người ta hay có cái nickname. Nhưng mà anh đó là Natawin. Và anh đó cũng rất là nổi tiếng. TikTok cũng là tên là Natawin, Instagram cũng là Natawin. Chị Hà mua đôi dép cao gót bao nhiêu vậy? Hồi bữa nói 150 bao nhiêu á? 150 đô. Vì đặt nói 150 đô rồi, 150 chợ Bến Thành mua 10 đôi. Lúc mà mới gặp ở chỗ khách sạn Cô Chin đó chị nói á, một tháng xài 10 đôi. Một tháng xài một đôi. Hai chị em mình đi ăn ốc ở chợ Bến Thành nha mọi người. Ngày sáng ngày mốt là Huy về quê, chị Huy thì ở lại, tại Huy ở Việt, ở Sài Gòn là do chị Huy vô á, Huy gặp chị Huy trước chứ không về nó không. Chị Huy nè mọi người. Nửa quay luôn á. Chị nửa theo mọi người. Để em quay cảnh chợ, không quay chị thì quay ốc. Không lại em quay ốc. Tức quá mọi người, Huy tức quá. À. Chị Huy không có quay mọi người. Chị hơi mặc một cái đầm màu vàng. Đây, lâu rồi mà ăn ốc Việt Nam. Ốc càng ghẹ. Ốc, đây là ốc mỡ phải không chị? Ốc mỡ sao mi, ốc dừa, ốc móng tay. Cái này ốc len hả? À, cà na, xí mũi hả? Cà na, nó giống ốc hương hả? Còn cái này là chem chép hả chị? Ốc long. Hờ xà long, xà điệp, mỡ hành, xà huyết, ốc bu với lại heo ở ngay chợ này mọi người đó. Chị nướng heo cho chị nướng 3 con ốc tỏi với lại 2 con xà vuông cho Huy nè. Nhưng mà chị tặng thêm 2 con đó. sợ rén nghe nó tặng rén vậy bộ. Ăn ốc vô tặng một con mực. Em ăn nhiều quá. Cảm ơn anh. À tặng con khô mực đó hả? Né không kịp. Né không kịp. Đang uống nước né không kịp. Ly.
Ốc bù nướng tiêu, món mới đã lên. Yeah, man, I'm fine.
xây sinh tố. Hai cái máy xây sinh tố. Bô đơn giản mà cũng ngon hơn. Ốc bô giòn. Ăn mấy cái đồ cay cay tiêu. Máy sinh tố hủy diệt mọi người. Đây là cái chỗ bánh canh nổi tiếng ở chợ Bến Thành nè. Hai chị em vừa ăn ốc xong rồi lại ăn bánh canh nổi tiếng, coi thử như thế nào cho mọi người biết nha. Cô đây cũng ngồi như thế này nhưng mà cái chỗ đây là người ăn đêm, ăn tới mấy giờ đến sáng luôn á. Đó, cô này bán nè. Mấy giờ đóng cửa vậy cô? 3 giờ. 3 giờ. Cho con hai tô bánh canh nha. Bánh canh giờ khoanh có không cô? Dạ. Vậy hả cô? Vậy lấy ra móng cũng được không? À, bánh canh ngay góc này nha cả nhà. Bánh canh đã ra rồi. Chị mình lần đầu tiên ăn chỗ đây chứ Huy biết lâu rồi nha cả nhà. Khu đây là nổi tiếng với dân Sài Thành lắm á. Đó, người ta tới ăn nè. 3 giờ sáng đóng cửa nha cả nhà. Mời cả nhà nha cả nhà ơi. Bánh canh giờ. Ồ, cuối cùng cũng có một cái giò khoanh nè. Chị nói nó hết chứ cũng có chứ bộ hơn. Trong đây là có thịt luộc nè. Củ trắng trắng là củ sắn mà ta. Với là một chút thịt bò hay sao á. Cái này thịt bò hay heo á. Sang ký ở trên khách sạn. Chị sao chị nói là quay. Mọi người nói kêu chị làm YouTube luôn đi kìa. Khán giả mới nhắn tin nè. Chị Mai Uyển này nhắn tin nè. Nè, kêu chị gái làm YouTube luôn đi nè. Thấy không đó, chị Huy. Các chị khán giả ở Thái Lan á, kêu là kêu chị gái làm YouTube luôn đi. Đừng về thăm ba má và chị gái gửi lời kính chúc sẻ nha em đó chị. Sao chị... Đây là view của khách sạn nha mọi người. View ăn sáng ở trên lầu á, chợ Bến Thành á mọi người. Ra lấy đồ ăn đi chị.
Mới hai chị em mới chụp hình, bây giờ đi ai lấy đồ ăn đi chị. Chị quay YouTube là phải vậy nè, đi lấy đồ ăn đi. Đi, Huy sẽ đi lấy đồ ăn nha cả nhà. Ở khách sạn đây là 10 giờ là hết đồ ăn đó mọi người. Ngoài đây thấy Huy thấy chị đã trắng mi. Trong cái tiền 1.3 triệu đó là bao gồm đồ ăn sáng đó, từ 6 giờ tới 10 giờ sáng này mọi người. Có salad này, xăm bông này, hot khô và mấy cái đồ ăn ở bên trong như là bacon này, bacon chiên. Ở đây có diễn sống và ta đồ ăn tung hoa. Cái này diễn sống phải không chị? Thì mở ra cho em đi. Bánh bao ở bên kia rau. Hoa tai chiên với lại chả rang mọi người. Bên kia mì xào với lại mì xào với lại gì nhé. Để cho con hủ tiếu xào rau củ với gà lát hạt điều nha cả nhà. Gà lát hạt điều. Ở đây là trái cây. Với lại ai mà thích ăn mấy cái cereal á, mấy cái đồ mà cái đồ ăn sáng sữa còn ở đây là bán. Còn ở đây là bún bò Huế. Mình kêu người ta sẽ làm cho mình đó. Chị Huy mang đôi dép 120.000 gà lát hạt điều á. Em chị ăn gà lát hạt điều không? Gà lát cái gà lát gì? Ờ à, lắc hả? Lắc giờ... Ủa? Bò lúc lắc bây giờ có gà lắc nữa hả? Ngồi vậy. Huy thích ăn bánh mọi người ơi, có bánh croissant nè. Có trứng muối nè, cháo nè mọi người, trứng muối cháo trắng á. Ai mà bình bình là ăn nha, ăn vô khỏe. Đó là khoai tây chiên rồi chị. Ở đây là cảnh Xuân Thu Jewelry rồi mấy cái tòa nhà ở bên chợ Bến Thành nha cả nhà. Hết giờ là ăn cho bớt bớt lên ký. Đẹp lâu lâu Thank you.
Ngon không chị? Bún bò Huế Huy thấy cũng ngon, cả mắm ruốc đó mọi người. Huy với chị Huy cũng là người Huế đó nha. Tại vì mì Huy là người Huế. Ở bên cháo trắng rất là ngon đó cả nha. Bún bò Huế ngon không? Ớt hả? Ăn không em lấy cho. Ớt gì? Ớt bằm hay là ớt sa tế? Cả hai. Em bấm chi cái trán của chị là rồi đó. Trời ơi, ác rồi. Béo. Bấm luôn. Gì? Không có thấy. Chị ăn nữa. Rồi. Chị lấy ớt. Chị lấy ớt thôi. Chị được hết thôi. Chị chỗ nào? Cây đẹp này. Huy mấy lá ớt cho chị Huy nè. Ăn mà không có ớt là không có ra món bún bò Huế thôi. Nó thiếu thiếu vị sao. Huy ăn thêm hai cái bánh nữa nha cả nhà. Là xong một buổi sáng hai chị em rồi đó. Rồi mình lên lầu mình quay cho một con.
Chị tạo kiểu ấy. Chụp bên đây nè, sao có chụp bên đây? Cái cây đằng sau đẹp ghê á. Cái dây chuyền của em đeo cho chị đeo vô hộp ghê á. Chị diễn ấy, 1, 2, 3. Nhìn bên trái. Nhìn nó bên tạo kiểu á, mình nhìn bên trái á. Hả? Không bắn nhiều. Xì vậy. Đúng rồi. Thôi chụp vậy được rồi. Được chưa? Tạo kiểu là sao mày lên đây nè. Hai chị em mình là chuyển khách sạn nha cả nhà. Đó. Bây giờ vô đông đây. Ồ. Hai chị em mình sẽ vào quán cà phê này uống nước. Chị lên lầu ấy, lên lầu ấy.
Đây là khách sạn mới nha cả nhà.